Thưa quý vị, năm nay ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế. Đáng mừng là chỉ sau 9 tháng, mục tiêu đón khách quốc tế đã hoàn thành. Theo dự đoán, 3 tháng cuối năm sẽ là thời điểm phát triển, tạo bước chuyển mình cho ngành du lịch. Cũng bởi đây chính là lúc mà du lịch Việt bước vào mùa cao điểm thu hút khách quốc tế. Trong 9 tháng qua, Việt Nam đã đón khoảng 8 triệu lượt du khách quốc tế, tập trung nhiều ở các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội và vùng Tây Bắc. Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế sau đại dịch Covid-19. Điểm đặc biệt là thị trường tỷ dân Trung Quốc có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 8 tháng của năm 2023, đã có 950.000 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam. Theo các công ty lữ hành, việc đón du khách quốc tế sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Giai đoạn từ nay đến tháng 3 năm sau, một số công ty đã nhận rất nhiều booking. Phục hồi được gần như là hoàn toàn cái mảng du lịch tàu biển. Và có những thời điểm thì gần như là có đến 4-5 tàu biển cùng lúc có Việt Nam và mỗi một tàu có thể lên đến 3-4.000 khách. Sở dĩ du lịch Việt Nam có sự chuyển mình như vậy là nhờ chính sách thị thực mới có hiệu lực. Chính sách visa điện tử áp dụng cho công dân tất cả các quốc gia đã xóa bỏ những trở ngại trước đây và đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch dễ tiếp cận cho du khách toàn cầu. Việc gia hạn thời gian thị thực điện tử và thời gian lưu trú miễn thị thực cũng giúp du khách có thêm thời gian để trải nghiệm Việt Nam. Ông Gabriel Flood, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, nhận định, với nhiều thời gian hơn, khách du lịch có thể đến thăm nhiều địa điểm du lịch hơn, chẳng hạn như vùng núi Tây Bắc Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng như những điểm đến thường ít thu hút khách du lịch. Ngoài ra, các công ty châu Âu đang muốn thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam. Giờ đây có nhiều thời gian hơn để khám phá tiềm năng đất nước hình chữ S. Sau khi các nước mở cửa biên giới trở lại, Việt Nam đã trở thành điểm đến hot hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu. Điều này thể hiện rõ qua việc Việt Nam được công nhận là điểm đến hàng đầu châu Á lần thứ 5 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á lần thứ 2 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2023. Trong thời gian còn lại của năm, ngành du lịch còn rất nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Tuy nhiên, đó là khi chúng ta nỗ lực, chứ không phải ngồi yên đón nhận cơ hội. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, muốn du lịch nước ta hấp dẫn hơn, đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh hơn, tạo sức hút mạnh mẽ với khách quốc tế, cần có giải pháp đồng bộ ở nhiều khía cạnh. Trong đó, các doanh nghiệp du lịch phải tạo được nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, có tính cạnh tranh về giá, tạo sức hấp dẫn. Ngành du lịch cần chú trọng đầu tư bằng việc đưa ra các chính sách kích cầu, tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhằm tạo sự đột phá để thu hút khách quốc tế. Có như vậy, kỳ vọng hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 là điều hoàn toàn có thể làm được.